Vâng, với vai trò là chủ tịch của câu lạc bộ bóng đá Du Kích có mặt ở trận đấu chung kết của giải bóng đá Thái Bình Sướng Ca buổi chiều ngày hôm nay, thì anh có thể cho biết cái cảm xúc cũng như là cái mục tiêu của câu lạc bộ bóng đá Du Kích trong trận đấu cuối cùng của giải được không? Vâng, thì cái cảm xúc của tôi thực sự là cũng rất là hồi hộp và cũng rất là phấn khởi vì là đầu tiên Du Kích được tham gia một cái giải đấu lớn như một cái hội làng ở trên Thành Lợi này. Thì cái mục tiêu của anh em đề ra là cũng thi đấu hết mình, công hiến sao trận đấu đẹp mắt nhất cho khán giả được xem và kết quả nó không quan trọng. Thế còn thì trong cái chặng đường vừa rồi để có mặt ở cái trận đấu cuối cùng của giải thì câu lạc bộ bóng đá Du Kích đã có một cái sự trải nghiệm và quyết tâm như thế nào khi phải đương đầu với những đội bóng rất mạnh ở cái giải năm nay? Vâng, thì sau cái lượt trận đầu tiên để thua Phố Gạo thì anh em đề ra một cái quyết tâm, đó là thi đấu hết mình, nỗ lực phấn đấu từng trận một. Thì cũng anh em đã thi đấu hết mình và cũng đã giành chiến thắng để có mặt trong trận chung kết ngày hôm nay. Với vai trò là một trong những cái giải đấu của địa phương thì anh có thể cho các khán giả được biết về cái công tác cổ vũ của các cổ động viên ở cái giải đấu năm nay đã diễn ra như thế nào nhỉ? Vâng, thì so với các hội trước thì tôi thấy năm nay các cổ động viên của làng ra cổ vũ cho các đội rất là đông và nhiệt tình, mà được cái rất là trật tự, không ảnh hưởng đến vấn đề gì liên quan đến công tác an ninh. Vâng, cảm ơn anh.